trốn của Đức Chinh. Quả phạt dành cho Tiến Linh. Đá đâu? Cặp song sát của Hoàng Mai Việt Nam là người đã tạo ra bàn thắng và tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Một quả tạt như đặt vào đầu Tiến Linh của Hà Đức Chinh. Một tình huống mà Hà Đức Chinh đã có rất nhiều thời gian và không gian để quan sát. Tiến Linh rõ ràng đã có lợi thế rất lớn trước hậu vệ áo số 2 của U2 Campuchia là Ken Jasofeak. Chúng ta cùng xem lại một tình huống chạy chỗ rất thông minh của Tiến Linh. Bàn thắng thứ 6 từ đầu kỳ SEA Games 30 của Nguyễn Tiến Linh. Thủ môn Kèo Soxela đã đứng chôn chân tại chỗ với bàn thắng vừa qua của U2 Việt Nam.